Và hôm nay tôi sẽ giới thiệu tới các bạn về quang tám. Trên đàn acoustic piano thì có 7 quang tám đầy đủ. Ở đây tôi ghi là quang tám số 1. Tới là quang tám số 2. Tiếp theo là quang tám số 3 cho đến quang tám số 7 ở phía dưới của đàn. Đầu tiên tôi sẽ chỉ cho các bạn cách nhận biết được một quang tám. Thì đây là quang tám số 1. Nó bao gồm từ nốt C, D, E, F, G, A, B. Tôi nhắc lại này, quang tám số 1 bao gồm C, D, E, F, G, A, B và các nốt thăng C thăng, D thăng, F thăng, G thăng, A thăng. Đây là một quang tám. Và vì nó là nằm ở vị trí đầu tiên cho nên người ta gọi là quang tám số 1. Cách nhận biết của một quang tám thì nó sẽ bao gồm hai phím đen ở bên tay trái và ba phím đen ở bên tay phải. Cứ hai phím đen ở bên tay trái và ba phím đen ở bên tay phải thì tạo thành một quang tám. Đây bạn xem quang tám số 1 với hai phím đen bên trái và ba phím đen bên phải. Quang tám số 1. Và vì đây là quang tám số 1 cho nên ta sẽ gọi các nốt ở trên này với thêm một chữ số 1, ở đây sẽ là C1, D1, E1, F1, G1, A1, B1. Tương tự như vậy, bây giờ ta sang quang tám giới hạn ở số 2. Cũng gồm hai nốt đen bên trái, ba nốt đen bên phải. Đây là quang tám số 2. Ta điền vào đây. C2, D2, E2, F2, G2, A2, B2. Giờ ta tới quang tám số 3. Cũng với cách nhận biết hai nốt đen bên trái, ba nốt đen bên phải tạo thành quang tám số 3 với các nốt C lúc này gọi là 3, D 3, E 3, F 3, G 3, A 3, B 3. Quang tám số 4. Hai nốt đen bên trái, ba nốt đen bên phải. Ta ghi vào C 4, D 4, E 4, F 4, G 4, A 4, B 4. Quang tám số 5. Hai nốt đen bên trái, ba nốt đen bên phải. C 5, D 5, E 5, F 5, G 5, A 5, B 5. Quang tám số 6. Hai nốt đen bên trái, ba nốt đen bên phải. C6, D6, E6, F6, G6, A6, B6. Quang tám số 7, hai nốt bên trái, ba nốt đen bên phải. C7, D7, E7, F7, G7, A7, B7. Còn nốt cuối cùng thì nó là C8. Giờ ta trở lại ba nốt đầu tiên. Ở đây sẽ gọi là gì? A0, B0. Ở một số nơi người ta sẽ có nơi người ta gọi cái quang tám đầu tiên này là quang tám thứ nhất. Và người ta sẽ gọi các nốt này là A1 và B1. Thì các nốt này sẽ là C2, D2, E2, F2, G2, A2, B2. Và như thế, cứ như thế tăng lên về sau. Tuy nhiên cái cách gọi này là rất rất hiếm, rất ít. Và chủ yếu phổ biến là cách gọi như tôi vừa hướng dẫn các bạn. Tôi sẽ nói lại một lần nữa bằng hình ảnh minh họa khác để các bạn dễ hiểu hơn.
một quãng 8 octave bao gồm 12 nốt với 7 nốt trắng và 5 nốt đen. Trong đó các nốt đen gọi là nốt thăng hoặc giáng. Nốt thăng ký hiệu như thế này. Một quãng 8 không nhất thiết phải bắt đầu từ nốt C. Nhưng trong phạm vi khóa học cơ bản này, ta tạm hiểu như vậy cho dễ tiếp thu và đủ để làm việc với phần mềm. Theo đó, quãng 8 đầu tiên sẽ từ đây, bao gồm các nốt C, C thăng, D, D thăng, E, F, F thăng, G, G thăng, A, A thăng, B. Và vì nó là quãng 8 đầu tiên, nên ta sẽ gọi các nốt trong đó kèm theo số 1, tức là C1, C thăng 1, D1, D thăng 1, vân vân. Hai nốt cách nhau một quãng 8, mặc dù có tần số khác nhau, nhưng chúng đồng âm và cùng tên. Cùng tên nghĩa là đây là nốt C, thì đây cũng là nốt C. Chỉ khác là nốt C này ở quãng 8 thứ nhất thì gọi là C1. Còn nốt C này ở quãng 8 thứ hai thì gọi là C2. Còn đồng âm là thế nào thì chúng ta sẽ được học ở những khóa học nâng cao sau này. Quãng 8 thứ nhất. Quãng 8 thứ hai. Quãng 8 thứ ba. Quãng 8 thứ tư. Quãng 8 thứ năm. Quãng 8 thứ sáu. Và quãng 8 thứ 7.